đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chị lại gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay cùng với chuyên mục Mỗi ngày một bài văn hay, và chị rất mong rằng là sẽ có sự tham gia và đồng hành của các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn 2K9 ở trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các em. Các bạn ơi, chúng mình có đang học bài không? Buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần, chúng mình có đang học bài không nhở? Lại cũng là đang dịp hè nữa, nhưng mà chị biết là có rất là nhiều bạn nhỏ ở đây thì chúng ta đã đang khởi động năm học mới rồi. Đó. Rồi, xin chào các em nha. Bạn nào đã vào theo dõi rồi thì các em có thể để lại bình luận cho chị biết với nhá. Rồi, cho chị biết là bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp ngày hôm nay nào. Xin chào các bạn nhé. Xin chào các em. Hôm nay thì chúng mình sẽ đến với chuyên mục là Mỗi ngày một bài văn hay dành cho các bạn lớp 9. Chúng ta sẽ cùng với nhau đọc, cùng với nhau học hỏi từ những bài văn viết mẫu để chúng mình vừa có thêm kiến thức này, vừa trau dồi thêm về cách diễn đạt này. Đồng ý không? Xin chào các em. Rồi, xin chào các bạn nhé. Bạn nào đã vào theo dõi rồi thì có thể bình luận cho chị biết được không nào? À, đến với chương trình lớp 9 ý, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những văn bản cần phải tìm hiểu. Nếu như đầu năm lớp 9 thì chúng ta sẽ cần phải học thật là kỹ về các văn bản văn học trung đại, đúng không các em? À rồi, các bạn ở trong khóa văn VIP thì thứ hai tới đây thôi là chúng ta đã học buổi đầu tiên rồi, là liên quan đến văn bản văn học trung đại. Sau phần văn học trung đại thì chúng ta sẽ đến với các tác phẩm văn học hiện đại ở cả thể loại thơ và ở cả thể loại truyện. Đấy, thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe, cùng theo dõi một bài văn mà không phải là chỉ về một tác phẩm duy nhất, mà sẽ là một bài văn ở dạng nâng cao một chút nhá. Đồng ý không? Đây, ở đây thì trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này ý, thì chúng ta bên cạnh những bài văn cơ bản thì chúng ta sẽ có những cái đề bài nâng cao để các bạn nào thi học sinh giỏi hoặc là ôn thi chuyên thì các bạn cũng có thể tham khảo này. Thì ở đây chúng ta có những đề nâng cao, ví dụ như là hôm nay thì chị sẽ đọc cùng với các bạn về đề bài số 48 này nhá. Đồng ý không nào? Xin chào Thảo Nguyên, xin chào Ngọc Loan nha, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe đề bài số 48. Một đề bài mà rất là phổ biến, một cái dạng đề rất là phổ biến ở trong đề thi học sinh giỏi. Đây cũng là một đề bài được trích trong đề thi học sinh giỏi của một tỉnh thành năm ngoái. Đấy, và học văn chị Hiên có biên soạn một bài viết mẫu và để ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này thì chúng ta sẽ cùng tham khảo nha. Đề số 48 như sau. Rồi, đề bài đây là dạng đề nâng cao ở trong 50 đề của cuốn tuyển tập này. Và đề bài như sau các bạn ơi, các bạn chú ý vào đây cùng với chị nhé. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Những câu thơ được trích trong trường ca Những người đi tới biển. Và đề bài của chúng ta yêu cầu là bằng trải nghiệm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 9, em hãy viết một bài văn về những tuổi 20 như thế. À, ở đây chúng ta xác định đề bài cũng giống như dạng chứng minh nhận định. Tuy nhiên ở đây thì nhận định của chúng ta lại là dưới hình thức của một câu thơ, đúng không ạ? Của ba câu thơ. Và đặc biệt là đề bài cũng đã nhấn mạnh vấn đề nghị luận của chúng mình, đó chính là những tuổi 20. Vậy chúng mình sẽ viết đề bài này như thế nào đây? Các bạn sẽ cùng với chị lắng nghe bài viết mẫu cho đề bài này nhé. Có thể thấy là đề bài này thì không có giới hạn dẫn chứng. Chúng ta sẽ có thể chứng minh về tất cả những tuổi 20 trong các tác phẩm, trong các văn bản,
văn học chương trình ngữ văn lớp 9. Đây, bằng trải nghiệm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Các bạn nào mà ôn thi học sinh giỏi thì cũng đã khá quen với dạng này rồi đúng không kem? Khi mà đề bài thì không có giới hạn là chúng ta phải chứng minh trong tác phẩm nào, mà chúng mình sẽ được lựa chọn theo cái trải nghiệm văn học của chúng ta. Rồi, thế thì bây giờ, có bạn là thấy quen quen à? Thấy đây quen quen ừ. Rồi, thế thì chúng mình sẽ cùng với chị lắng nghe bài văn mẫu cho đề bài này nhé. Đây là đề số 48 ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 9 nha. Bài làm như sau. Trước tiên là phần mở bài này. Văn chương có một vẻ đẹp đã trở thành bản chất. Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời. Đây là nhận định của Tô Hoài. Bởi vậy, khi cả thế hệ dàn hàng gánh đất nước trên vai, văn chương mang sứ mệnh tái hiện những cuộc đời, thân phận và vẻ đẹp cả về tinh thần con người trong cuộc chiến tranh giành độc lập, hòa bình. Từ đó, dòng chảy văn học Việt Nam ghi dấu một giai đoạn hào hùng nhất, chân thực nhất, giai đoạn văn học cách mạng. Âm vang từ dòng chảy này là những vần thơ bất hủ. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Bạn đọc muôn đời vẫn luôn dành một niềm biết ơn, kính phục đối với những tuổi 20 như thế, những người lính không tiếc máu xương lên đường gánh vác vận mệnh dân tộc, mà tiêu biểu chính là hình ảnh người lính trong các tác phẩm Đồng chí của Chính Hữu, bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Nghĩa là ở trong phần mở bài này, chúng ta trích ra được đoạn thơ mà đề bài yêu cầu này. Chúng ta có giới thiệu được vấn đề nghị luận là những tuổi 20 và chúng ta cũng nêu được cái phạm vi dẫn chứng mà chúng ta lựa chọn. Chính là bài thơ Đồng chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính này và chuyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Đó, các bạn hình dung ra chưa? Nghĩa là phần mở bài này chúng ta phải làm khá nhiều nhiệm vụ đấy. Đấy, thì khi mà phải làm nhiều nhiệm vụ như vậy, các bạn lưu ý là chúng ta vừa phải có cái sự dẫn dắt khéo léo và cũng vừa phải làm sao nhanh chóng đi vào vấn đề để tránh bị dài dòng nha. Sau khi mà chúng mình viết mở bài và giới thiệu được vấn đề như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bàn luận, phân tích, chứng minh. Đến với phần thân bài cùng với chị nào. Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh, các tác phẩm thời kỳ cách mạng luôn sáng ngời chất sống từ hiện thực chiến trường và sức mạnh của con người trong cuộc chiến ấy. Tuy nhiên, từng vần thơ, từng trang văn đều không bi lụy, thảm thương, không phô trương hào nhoáng. Tất cả đều hào hùng mà chân thật, thật đến mức trần trụi như trang nhật ký của đất nước trong thế kỷ 20. Phải chăng do các tác phẩm đều được viết bởi những con người trực tiếp tham gia cuộc chiến? Nhà thơ Chính Hữu viết Đồng chí năm 1948, thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, khi tác giả trải qua cơn sốt rét rừng dữ dội và biết ơn vô cùng người đồng đội đã giúp đỡ mình. Nhà thơ Phạm Tiến Duật sáng tác bài thơ về tiểu đội xe không kính, tựa như một góc bảo tàng tươi sống về Trường Sơn thời chống Mỹ, khi bản thân ông cũng là một chiến sĩ lái xe trong tiểu đoàn vận tải 61 anh hùng. Còn khi đến với trang truyện Những ngôi sao xa xôi, bạn đọc cảm nhận rõ nét hoàn cảnh sống và chiến đấu của những cô gái trẻ trên tuyến đường Trường Sơn, bởi tác phẩm là đứa con tinh thần của nhà văn Lê Minh Khuê, một nữ thanh niên xung phong dạn dày kinh nghiệm trên cung đường lửa đạn. Những tuổi 20 đã được khắc họa qua bao trang thơ, trang văn như thế, luôn sáng ngời những phẩm chất chung đẹp đẽ và vẫn tròn vẹn nét cá tính riêng trong từng thời kỳ. Các bạn có nhận ra là đoạn văn vừa rồi chị đọc thì có nhiệm vụ là gì không? Đoạn văn vừa rồi có nhiệm vụ là khái quát về các tác phẩm mà chúng ta sử dụng để chứng minh. Cụ thể là khái quát về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. Nhưng sự khái quát này thì không phải là khái quát về hoàn cảnh ra đời giống như những bài văn bình thường chúng ta viết, mà vẫn luôn gắn liền với vấn đề nghị luận là những tuổi 20. Đồng ý không ạ? Nghĩa là về hình ảnh những người lính. Đó, thế thì sau khi khái quát xong về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm, thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào cảm nhận về những tuổi 20, chính là hình ảnh những người lính trẻ
được thể hiện và được khắc họa ở trong từng tác phẩm một các bạn nhé. Đồng ý không? Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi vào phân tích chứng minh này. Các bạn có theo dõi kịp không? Đây là một bài văn được trích ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 nhé. Chị thấy là có rất là nhiều bạn đã biết đến cuốn sách này, nhưng mà hình như là chúng ta chỉ biết tới là ở trong cuốn sách này có những bài văn viết về từng văn bản, phân tích từng văn bản, nghĩa là theo cấu trúc đề thi cơ bản. Nhưng bên cạnh đó thì trong cuốn này còn có những đề bài dạng nâng cao, giống như đề bài mà hôm nay chị đọc cùng với các bạn này. Nên là các bạn thi học sinh giỏi, hoặc là ôn thi chuyên, hoặc là muốn nâng cấp hơn, muốn biết đến những bài văn dạng nâng cao hơn thì các em cũng đều có thể sở hữu và tham khảo ở trong cuốn sách này nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang đến với phần thân bài. Và sau khi khái quát xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân tích chứng minh nhé. Có những tuổi 20 ra đi không tiếc đời mình vì tình yêu nước nồng nàn, quyết tâm chống thù cháy bỏng. Đó là người lính buổi đầu kháng Pháp, chân tay vốn còn lấm lem bùn đất, áo quần chỉ là mảnh vải sờn vai bạc màu, nhưng vẫn quyết chí lên đường tham gia chiến đấu. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. À, nghĩa là ở đây chúng ta đi vào phân tích hình ảnh những tuổi 20, nghĩa là hình ảnh những người lính ở trong bài thơ Đồng Chí đấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ phân tích này. Từ những cảm nhận thấm thía trong đời sống lính tráng, nhà thơ Chính Hữu nhận ra cùng chung nguồn gốc xuất thân chính là cơ sở đầu tiên hình thành nên tình đồng chí đồng đội. Người lính đều xuất thân từ nông dân, từ nơi ven biển nước mặn đồng chua, nơi đồi núi đất cày lên sỏi đá. Từ miền quê nghèo khó, họ tập hợp về đây, cùng đứng chung trong một chiến hào chống giặc. Các anh về đây không phải do cái đói nghèo xô đẩy, mà do tình yêu nước cháy bỏng thôi thúc trong trái tim. Đó là ngọn lửa đầu tiên và cũng là ngọn lửa mãnh liệt nhất, làm nên sức nóng trong hình tượng những tuổi 20. Dù ở thời kỳ nào, kháng chiến chống Pháp hay kháng chiến chống Mỹ, ta vẫn luôn vô cùng cảm phục trước tình yêu quê hương đất nước nồng cháy ấy. Đối với người lính Trường Sơn những năm đánh Mỹ, tình yêu nước đã hóa thành trái tim sắt đá, trái tim kiên trung có sức mạnh khỏa lấp cho tất thảy những thiếu thốn, mất mát mà bom đạn kẻ thù đã gây ra. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Có những tuổi 20 trẻ trung mà vô cùng dũng cảm, hiên ngang, lạc quan giữa thời kỳ lửa đạn. Ta cảm phục trước nụ cười buốt giá, trước đôi chân không dày của người lính vệ quốc buổi đầu kháng chiến còn thiếu thốn và gian lao. Ta bất ngờ trước khoảnh khắc đầu súng trăng treo, vừa là trùng hợp ngẫu nhiên của thiên nhiên tạo vật, vừa là phát hiện của tâm hồn người lính lạc quan, dũng cảm. Nhà thơ Chính Hữu trong thi phẩm Đồng Chí tuy chỉ tập trung tỏ bày cảm xúc khi nghĩ về tình đồng chí gắn bó keo sơn, nhưng vẫn đem đến cho bạn đọc bao cảm nhận khó phai về hình tượng người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Phải chăng đó là nhịp rung cảm, đó là nhịp rung cảm xúc cất lên từ những vần thơ ngắn ở câu chữ nhưng phải dài ở sự ngân vang rất đặc trưng của tác giả Chính Hữu. Tuy không dồn nén sức nặng ý nghĩa cho từng câu chữ như ngòi bút Chính Hữu, nhưng nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng có những dòng thơ sâu sắc và tất nhiên rất đậm chất lính. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Còn điều gì hiên ngang hơn thế, khi xe đang đi dưới đạn bom mà người lính trong buồng lái chẳng có kính chắn gió vẫn ung dung, tự tại. Hai tiếng ung dung được đảo lên đầu câu, vừa gợi hình, vừa gợi tả được thái độ tự tin, vẻ phớt đời, coi thường gian khổ. Tư thế hiên ngang ngày càng được khẳng định khi ta dõi theo cặp mắt người chiến sĩ, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Và trong cái nhìn bao quát cả đất trời là niềm kiêu hãnh của những người làm chủ được hoàn cảnh, coi thường mọi khó khăn, nguy hiểm. Điệp từ nhìn cho thấy sự tập trung cao độ của người lính khi làm chủ tay lái. Đặc biệt, cách nhìn thẳng rất kiêu hùng, bất khuất.
Đó là cái nhìn dám đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng thách thức với mọi khó khăn, sẵn sàng đón nhận mọi tình huống bất ngờ. Dù là gió vào xoa mắt đắng, hay sao trời và cánh chim đột ngột như xa, như ùa vào buồng lái. Sức trẻ của những con người xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai đã bừng cháy mãnh liệt nơi trang thơ Phạm Tiến Duật. Và đến với những ngôi sao xa xôi, ta cũng bắt gặp sức trẻ hào hùng như thế. Trang văn của Lê Minh Khuê đã làm sống lại trong lòng bạn đọc về những chiến công phi thường của ba cô gái trong tổ trinh sát mặt đường trên tuyến đường Trường Sơn. Luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, các cô gái làm công việc phá bom. Tuy có nghĩ tới cái chết, nhưng quan trọng hơn là có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không. Nhiệm vụ đến là họ nhanh chóng phân công và chấp hành. Họ đoàn kết và sẵn sàng nhận khó khăn, nguy hiểm về mình. Tôi, một quả bom trên đồi, Nho, hai quả dưới lòng đường, chị Thao, một quả dưới chân hầm barrier cũ. Nhà văn Lê Minh Khuê không dễ dãi hay đơn giản ca ngợi phẩm chất của ba cô gái khi đối diện với hiểm nguy mà đã tinh tế miêu tả được tâm lý rất thật trong Phương Định và những người đồng đội. Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Bởi cái quan trọng hơn cả mà họ quan tâm đó là liệu mình có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mình lần thứ hai? Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế, hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi và kiên cường? Không rõ nữa, chỉ biết rằng ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường. Hình ảnh Thao, Phương Định và Nho sẽ mãi là lung linh, tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Và đúng như nhan đề tác phẩm, ba cô gái chính là những ngôi sao sáng, sáng bởi tinh thần, sáng bởi lòng dũng cảm ở mặt trận Trường Sơn khói lửa. Như vậy là chúng ta đã cùng với nhau đi qua hai luận điểm đầu tiên khi mà phân tích về hình ảnh những tuổi 20 ở trong các tác phẩm văn học lớp 9 đấy các bạn ạ. Luận điểm đầu tiên chúng ta thấy đó là luận điểm gì đây ạ? Đó chính là tình yêu nước nhá. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ không đi phân tích từng tác phẩm một, mà chúng ta sẽ xây dựng những luận điểm chung và dùng dẫn chứng trong các tác phẩm để chứng minh cho luận điểm ấy. Đây là một cách chứng minh rất là phổ biến trong các bài thi học sinh giỏi, đúng không em? Nghĩa là cần thiết ở phía các bạn là cái kỹ năng, là cái khả năng tư duy để xây dựng hệ thống luận điểm sao cho phù hợp, bám sát theo vấn đề nghị luận, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng đi phân tích lần lượt từng tác phẩm, đúng không nào? Thì ở đây, vấn đề nghị luận là viết một bài văn về những tuổi 20, nghĩa là viết một bài văn về hình ảnh những người lính trẻ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là trong ba văn bản, đồng chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính này và những ngôi sao xa xôi thì đều xuất hiện hình ảnh những người lính. Bây giờ ta cần phải xem là ở họ có những cái vẻ đẹp chung như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thế thì trước tiên chúng ta thấy là ở họ đều có tình yêu nước nồng nàn. Đây, tình yêu nước nồng nàn, quyết tâm chống thù cháy bỏng. Và chúng ta chứng minh qua các tác phẩm. Đó, sau đấy luận điểm 2 của chúng ta, vẻ đẹp thứ hai của họ là gì ạ? Đó chính là sự dũng cảm, hiên ngang, lạc quan giữa thời kỳ lửa đạn. Đấy, chúng ta ưu tiên đặt để luận điểm ngay từ đầu đoạn văn luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cái khía cạnh đấy ở trong từng văn bản. Như vậy thì bài văn của chúng mình sẽ bám sát hơn với cả vấn đề nghị luận. Và dung lượng của chúng ta cũng có thể dễ dàng điều khiển hơn. Bởi vì nếu như mà chúng ta đi vào phân tích lần lượt từng tác phẩm ý, thì chị biết là có một cái tình trạng dễ xảy ra. Đó là gì? Đó là một khi mà các bạn học sinh giỏi, các bạn yêu văn, các bạn đã say sưa viết ý, thì viết không dứt được luôn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi vào phân tích cả một tác phẩm, bây giờ nếu như bảo là bài văn này em sẽ phân tích đầu tiên là hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng Chí này, rồi người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, rồi là người lính trong những ngôi sao xa xôi này, thì chắc chắn là bài văn của các bạn sẽ rất là dài. Và khi mà đi vào phân tích từng tác phẩm như vậy, sẽ có vô vàn nhiều các ý tưởng, mạch văn cứ nối dài, miên man ra, không biết bao giờ mới dứt được luôn.
Đúng không? Nên là để hạn chế cái tình trạng đó thì các em có thể đi theo cái hướng là chúng ta xây dựng các luận điểm chung và sau đó là dùng các dẫn chứng ở trong từng văn bản để chúng ta chứng minh. Đồng ý không nào? Các bạn có hình dung ra không ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng các dẫn chứng ở trong các văn bản để chúng ta chứng minh ấy thì chúng ta cũng không phải là chỉ bình tán không nhá. Các bạn vẫn phải phân tích các yếu tố nghệ thuật. Ví dụ như là thơ thì có biện pháp tu từ gì này, rồi từ ngữ thơ như thế nào, giọng điệu ra làm sao, đúng không? Hay là phân tích truyện thì có những dẫn chứng gì chúng ta cũng phải trích ra để phân tích. Chứ không phải là chúng ta chỉ thiên vào bình tán mà không có cái việc là phân tích kỹ các dẫn chứng nha. Đấy, thế nên là đọc những bài văn như thế này, các bạn chúng ta học hỏi được về cái cách diễn đạt này, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta cũng học hỏi được về cái cấu trúc của một bài văn. Nếu như ở dạng nâng cao với đề bài như thế này thì ta nên xử lý như thế nào? Với cái hệ thống luận điểm ra làm sao? Rồi chúng ta cũng học hỏi về cái cách mà khi mà phân tích một cái dẫn chứng nho nhỏ ở trong một bài văn lớn thì làm như thế nào để mà vẫn khai thác được hết các yếu tố nghệ thuật nội dung của dẫn chứng ấy nhưng vẫn phải phục vụ cho một luận điểm chung mà chúng ta đang đưa ra. Ví dụ, bình thường chúng ta phân tích khổ thơ cuối trong bài thơ về tiểu đội xe không kính đúng không ạ? Là không có kính rồi xe không có đèn, không có môi xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Thì bình thường ta phân tích đầu tiên là cái sự thiếu thốn này, đầu tiên là cái sự tàn phá ngày một khốc liệt, cái sự mất mát ngày một trần trụi hơn của những chiếc xe. Từ không có kính rồi không có đèn rồi không có môi xe thùng xe có xước biện pháp liệt kê rồi điệp từ không vân vân. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích về hình ảnh những người lính lái xe với cái ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt, đặc biệt là trong hình ảnh một trái tim đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích khổ thơ đó là để chứng minh cho tình yêu nước, để chứng minh cho cái khát khao chống thù, cái khát khao mà chiến đấu để chống lại quân thù, một khát khao rất là cháy bỏng. Thì ta sẽ tập trung phân tích ở hình ảnh một trái tim, đúng không? Bởi vì đó là hình ảnh thể hiện rõ nhất cho tình yêu nước này. Tình yêu nước có thể khỏa lấp trái tim ấy, là ẩn dụ cho tình yêu nước, một tình cảm mà có thể khỏa lấp đi mọi sự thiếu thốn gian lao trong cuộc đời của người lính lái xe. Đó, nhá. Thế nên rằng là khi đọc các bài văn mẫu này thì các bạn không những đọc mà chị mong rằng là các em cũng có cái sự nghiền ngẫm, cũng có cái sự phân tích chính cái bài văn mẫu đấy để chúng ta có thể học hỏi được thật là nhiều điều hay nhá. Ok không nào? Rồi, các bạn ơi, các bạn cảm thấy như thế nào? Các em có thể là bình luận cho chị biết nhá. Đúng rồi đấy, ở đây thì bạn nào muốn sở hữu cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này, bên cạnh một đề bài nâng cao như thế này thì trong cuốn sách còn có các đề bài nâng cao khác và có các đề bài ở dạng đề cơ bản cho các bạn ôn thi vào 10, có cả dạng đoạn văn và bài văn cho đề bài của các tỉnh thành. Thế nên rằng là các em đều có thể sở hữu và tham khảo cuốn sách này nhé. Cách đăng ký thì các bạn có thể điền vào đường link mà chị đã ghim ở trong phần bình luận, hoặc là nếu như muốn nhận bản đọc thử thì các em có thể nhắn tin về cho chị nhé. Rồi các bạn ơi, thì vừa rồi chị đọc cho chúng mình nghe về hai cái luận điểm phân tích đầu tiên. Không biết là các bạn có muốn lắng nghe những luận điểm phân tích tiếp theo không? Chúng mình vừa đi qua hai luận điểm phân tích đầu tiên ở trong phần thân bài đấy. Và còn những luận điểm phân tích tiếp theo nữa, có bạn nào muốn lắng nghe nào? Có bạn nào muốn tìm hiểu và tham khảo không? Chị nhắc lại đề bài nha. Đề bài này thì đưa ra và trích ra những câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, những tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Và đề bài yêu cầu là bằng trải nghiệm văn học của em trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì hãy nêu cảm nhận về những tuổi 20 như thế. Đó, đề bài rất là rộng và rất là mở như vậy. Nào bạn nào muốn lắng nghe tiếp thì có thể bình luận cho chị biết nào. Đồng ý không các bạn ơi? Các bạn
có đang có mặt ở đây không nào? Có đang theo dõi và tham khảo cùng với chị một đề bài ở dạng đề nâng cao. Những bạn nào mà chúng ta muốn tham gia đội tuyển học sinh giỏi năm lớp 9 này, hay là muốn ôn thi chuyên, thì các bạn có thể là tham khảo những bài văn như thế này nhé. Rồi, bạn nào đang theo dõi có thể bình luận cho chị biết nào. Đồng ý. Chị thấy các bạn cũng đang gọi nhau vào theo dõi này. À, đồng ý Lan Anh nha. Rồi, xin chào Quỳnh Hương, xin chào các bạn. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm những cái luận điểm phân tích ở trong đề bài này nhé. Trước tiên là chúng ta đã đi qua luận điểm phân tích về tình yêu nước này. Chúng ta đã đi qua luận điểm phân tích về tinh thần dũng cảm, hiên ngang, lạc quan của những người lính này. Thế thì theo các em, những người lính trong thời kỳ kháng chiến được tái hiện trong các tác phẩm văn học lớp 9, đó là bài thơ Đồng Chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính này và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Thì bên cạnh tình yêu nước, bên cạnh sự dũng cảm, hiên ngang, lạc quan, thì họ còn có phẩm chất chung gì nữa nhỉ? Họ còn có vẻ đẹp chung gì nữa đây? Theo các bạn, kể cả là chúng mình chưa học, nhưng mà nếu như em đã từng đọc những văn bản này rồi thì chị nghĩ là các bạn cũng sẽ có thể nhận ra và suy luận được đấy. Hình ảnh những người lính trong tác phẩm này còn có điểm chung gì nữa đây ạ? Ở họ còn toát lên một cái tình cảm rất là đặc trưng, rất là đặc thù, và một tình cảm vô cùng đẹp đẽ của những người lính trong thời kỳ kháng chiến. Đó chính là... đó chính là tình đồng chí các bạn ạ. Đó chính là sự đoàn kết nha. Thế nên là bây giờ luận điểm phân tích tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích về sự đoàn kết giữa những người lính được thể hiện trong các tác phẩm này. Đó cũng là một trong những vẻ đẹp của những tuổi 20 được tái hiện trong các tác phẩm mà, đúng không nào? Đây, chúng ta đến với luận điểm tiếp theo nhé. Có những tuổi 20 sát cánh kề vai, tạo nên sức mạnh đoàn kết, không kẻ thù nào có thể đánh bại. Theo dòng cảm xúc thiết tha của những người lính làm thơ, bạn đọc bước tới không gian heo hút của rừng khuya trong đêm phục kích giặc, được tái hiện trong những câu cuối của bài Đồng Chí. Nhưng ở nơi đó, vẻ đẹp của tình đồng chí đã bát ngát bay lên. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Đêm nay các anh phục kích chờ giặc, từng thời khắc hồi hộp và căng thẳng trôi qua khi ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh. Tuy nhiên, từ chờ lại thể hiện một tư thế chủ động của người lính, không chút nao núng, không chút hãi hùng, là bản chất các anh cứng cỏi, kiên cường, hay bởi tình đồng chí đã tiếp thêm sức mạnh để các anh vững tin chiến đấu khi có đồng đội luôn sát cánh kề vai. Có lẽ nhà thơ Chính Hữu muốn khắc họa tất cả những điều đó. Đặc biệt, câu thơ cuối tuy đã khép lại tác phẩm, nhưng lại chứa đựng tình cảm âm vang không dứt, đầu súng trăng treo. Câu thơ vừa thực vừa ảo, cho ta nhiều cảm xúc mới mẻ. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, giữa con người và thiên nhiên đã được xích lại gần gũi hơn bởi một từ treo. Trăng treo trên đầu súng, bởi trong thực tế, người lính đứng gác thì mũi súng luôn hướng lên trên. Ở vào khoảnh khắc trăng về đêm ngày một tròn vẹn, sáng tỏ, thì tác giả như đã nhìn thấy một hình ảnh ngẫu nhiên mà thi vị, đầu súng trăng treo. Đó là sự kết hợp giữa bút pháp tả thực và lãng mạn. Chỉ có súng và trăng, nhưng hiện hiện ở đó lại chính là tư thế oai hùng của người lính vệ quốc. Súng là biểu tượng cho người lính với nhiệm vụ chiến đấu trong chiến tranh. Trăng là ẩn dụ cho tâm hồn thi sĩ với không gian thiên nhiên tươi mát trong cuộc sống hòa bình. Như vậy, người lính cầm súng là để bảo vệ cho ánh trăng tươi mát kia, cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Ý nghĩa thiêng liêng của việc cầm súng chiến đấu, vẻ đẹp tâm hồn của người lính cách mạng, tất cả đều được chắp cánh từ một khoảnh khắc tự nhiên khi trăng treo trên đầu súng. Nhưng khoảnh khắc đó sẽ chẳng thể nào được phát hiện nếu không có điểm tựa là tình đồng chí gắn bó keo sơn.
Bởi nhờ có tình đồng chí mà người lính có thêm sức mạnh, lạc quan, được thả hồn cùng thiên nhiên với đất trời, tổ quốc, tâm hồn thi sĩ lại có dịp thăng hoa giữa hoàn cảnh chiến trường. Vậy nên, cuối cùng nhà thơ đã tạc vào không gian nghệ thuật giàu chất sử thi ba nhân vật, người lính, khẩu súng và vầng trăng như một bức phù điêu hoành tráng của kháng chiến. Ở đây, chúng ta đang cùng đến với một bài văn mẫu về một đề bài nâng cao các bạn nhé. Không phải là một bài văn chỉ phân tích một tác phẩm, mà đây là bài văn mà chúng ta phân tích về những tuổi 20 trong ba tác phẩm Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính và những ngôi sao xa xôi. Hay nói cách khác là chúng ta phân tích về hình ảnh người lính ở trong ba tác phẩm này. Thế nên chúng ta không đi phân tích lần lượt từng tác phẩm, mà chúng ta sẽ phân tích những cái vẻ đẹp chung của những người lính được tái hiện trong ba tác phẩm. Từ tình yêu nước này, cho đến sự hiên ngang dũng cảm. Và ở đây là chúng ta đang đến với luận điểm phân tích về tình đồng chí đồng đội của những người lính các bạn nha. Đó, thì chúng ta phân tích về tình đồng chí đồng đội của những người lính. Vừa rồi chúng ta phân tích qua ba câu cuối của bài đồng chí này. Bây giờ thì chúng ta có thể đến với tình đồng chí trong bài thơ về tiểu đội xe không kính nhé. Đây, chúng ta chuyển ý này. Gắn bó và đoàn kết không kém chính là tình đồng chí giữa những anh lính lái xe. Đó, bên trên chúng ta khẳng định là tình đồng chí giữa những người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp trong bài thơ đồng chí nhé, là rất là gắn bó này, đấy, rất là thân thiết này, rất là giàu tình cảm này. Thì bây giờ chúng ta chuyển ý, gắn bó và đoàn kết không kém chính là tình đồng chí giữa những anh lính lái xe. Trẻ trung và tếu táo hơn, các anh có những cái bắt tay tận dụng chính hoàn cảnh ngặt nghèo nơi chiến trường. Nhà thơ Phạm Tiến Duật như chụp được khoảnh khắc đó và rồi đưa vào thước phim Trường Sơn đầy sống động. Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. Cái bắt tay qua ô kính vỡ trong trang thơ về người lính xế hay như sự săn sóc tận tình của Phương Định và Thao đối với em út nho bị thương trong những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê đều đem đến cho bạn đọc niềm xúc động khôn nguôi. Xúc động bởi trong hoàn cảnh vào sinh ra tử, con người ta vẫn hết lòng vì nhau. Xúc động bởi tình đồng chí có lẽ là tình cảm chân thành nhất giúp kéo gần hơn hình tượng người lính, những tuổi 20 bất khuất, kiên cường đến gần hơn với tâm hồn bạn đọc. Đó, nhá. Đấy là luận điểm thứ 3. Và luận điểm chứng minh cuối cùng đó là gì ạ? Và có những tuổi 20 luôn ngời sáng vẻ đẹp của thế hệ mình trước sứ mệnh thiêng liêng mà dân tộc đã trao gửi. Đó là người lính xuất thân từ nông dân với nét bình dị, mộc mạc, chân chất. Nghĩa là với luận điểm này thì chúng ta sẽ đi chứng minh cái vẻ đẹp riêng của hình ảnh người lính trong từng thời kỳ. Đó, nếu như người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở bài thơ Đồng Chí ấy, là những người nông dân với nét bình dị, mộc mạc, chân chất, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay, thì ở đây chúng ta còn thấy được cả sự trẻ trung, ngang tàng, tếu táo, vui tươi của những người lính trẻ gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận trong bài thơ về tiểu đội xe không kính. Không có kính ưu thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Và cả những cô gái thanh niên xung phong thanh lịch, duyên dáng, là người con gái Hà Thành có tên Phương Định vừa lãng mạn, kiêu kỳ, vừa không ngại dấn thân giữa những vùng trọng điểm quan trọng. Để mà trong vai Phương Định thì nhà văn Lê Minh Khuê đã để cho nhân vật tự nhận xét về mình như thế này. Tôi là con gái Hà Nội, nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Tôi thích ngắm mình trong gương, nó dài dài, màu nâu hay nheo lại như chói nắng. Tôi không săn sóc, vồn vã. Khi bọn con gái xúm lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Giữa bom đạn chiến trường,
Phương Định giống như bông hoa xinh đẹp, duyên dáng, kiêu hãnh bung tỏa sắc hương. Ở mỗi thời kỳ, ta đều thấy được vẻ đẹp của cả một thế hệ qua hình tượng người lính. Họ giống như những tượng đài bất khuất nhưng không hề khuôn cứng, rất hào hùng mà cũng rất đỗi giản dị, thân thương. Đó, đấy là phần chúng mình chứng minh nhé. Nghĩa là ở đây tóm lại thì phần chúng ta chứng minh trong thân bài ấy, để cảm nhận về hình tượng những tuổi 20 trong văn học Việt Nam. Trong các tác phẩm văn học lớp 9 thì chúng mình có những luận điểm. Thứ nhất là họ có tình yêu nước này. Thứ hai là họ có sự hiên ngang dũng cảm này. Thứ ba là họ có tinh thần đoàn kết, tình đồng chí này. Và thứ tư là họ kết tinh vẻ đẹp của cả một thế hệ này. Đồng ý không? Đó, thì qua bốn cái luận điểm như thế, chúng ta đã đưa ra được những cảm nhận của mình về hình ảnh những người lính. Vậy thì cuối cùng, trước khi chúng ta viết kết bài, chúng ta nên có một luận điểm để chúng ta đánh giá lại, đánh giá, nhận xét và mở rộng các bạn nhé. Ví dụ, các em có thể viết như sau. Dẫu biết mỗi tác phẩm ra đời là một sự thăng hoa của xúc cảm cá nhân và phong cách riêng của người nghệ sĩ, nhưng bạn đọc vẫn có thể nhận thấy những điểm gặp gỡ trong khía cạnh nghệ thuật của các tác phẩm. Bài thơ Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi đều có lớp ngôn ngữ bình dị, chân thật như lời ăn tiếng nói hàng ngày của người lính. Những tiếng anh, tôi, những câu ừ thì và cả cái giọng lạnh lùng, mạnh mẽ của những cô gái thanh niên xung phong đều đã đem đến một màu sắc đặc biệt cho dòng chảy văn học thời kỳ này. Đó là màu sắc của hiện thực và của trái tim con người sống giữa lửa đạn chiến tranh. Cùng trên nền màu sắc chung ấy, người nghệ sĩ lại khai thác những khía cạnh riêng bằng cách diễn đạt riêng của mình. Nếu như Chính Hữu dành cả đời thơ để ca ngợi tình đồng chí cao cả, thiêng liêng theo cách gần gũi và cụ thể nhất, thì Phạm Tiến Duật lại dùng thơ mình để cất lên tiếng nói từ Trường Sơn. Trường Sơn đã cho Phạm Tiến Duật một kho báu và ông cũng đã làm sáng lên rừng Trường Sơn. Còn đối với nhà văn Lê Minh Khuê, không có gì chân thực, dung dị và giàu sức ám ảnh như trang văn được ghi lại bằng trải nghiệm thực tế của con người, nên nữ nhà văn chọn cách đi sâu khai thác và khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật trong những tình huống cam go, đầy thử thách. Và còn rất nhiều những cây bút đã miệt mài cống hiến trong sứ mệnh trở thành người chiến sĩ thực thụ trên mặt trận văn hóa văn nghệ như Bác Hồ đã từng căn dặn. Từ đó, chúng ta hiểu hơn, thêm yêu mến, trân trọng hơn những lao động nghệ thuật chân chính và đặc biệt được khắc sâu trong trái tim mình hình tượng người lính Cụ Hồ hay cô gái thanh niên xung phong luôn sống mãi ý chí tuổi 20. Ngày dân tộc tụ về đường số 1, lòng không nguôi thương những cánh rừng này, nơi những đứa con nằm lưng đèo cuối dốc, dọc theo lối mòn chìm khuất dưới tầng cây. Nếu một ngày ta dựng những hàng bia, xin hãy để nơi đây những cuộc đời chưa bao giờ yên nghỉ. Lấy trang văn làm thước đo để ta thấy mình còn bé nhỏ, lấy lịch sử làm điểm tựa để ta thấy mình phải vững bước đi lên. Đã có những tuổi 20 làm nên dáng hình tổ quốc một thời lửa đạn, thì ở thời hiện tại, thời của hòa bình, độc lập, tự do, ta hãy sống với tuổi trẻ căng tràn bầu nhiệt huyết, sống hết mình với trách nhiệm phát triển bản thân và dựng xây đất nước. Đó là luận điểm đánh giá mở rộng các bạn ạ. Chúng ta đánh giá về điểm chung và điểm riêng trong ngòi bút của từng tác giả khi cùng viết về những tuổi 20 trong thời kỳ kháng chiến. Rồi chúng ta cũng mở rộng liên hệ bản thân để nhận thức được về trách nhiệm, sứ mệnh của thế hệ trẻ ngày nay. Khi chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của những tuổi 20 của các thế hệ trước như vậy, thì chúng ta cũng đang là những thế hệ tiệm cận tuổi 20 đây đúng không các em? Cũng chính là những tuổi 20 của đất nước hiện nay đấy. Thế thì chúng ta cảm nhận được điều gì? Chúng ta ý thức được điều gì? Chúng ta được truyền cảm hứng như thế nào? Thì cũng hãy bộc lộ ở trong bài văn của mình nhé. Chị thấy là những bài văn mà đề cập đến các cái vấn đề mà các em có thể liên hệ bản thân được thì các bạn cũng nên có cái sự liên hệ đó ở trong bài văn của mình nha. Đồng ý không? Đó. Và cuối cùng thì chúng mình kết bài thôi. Với vẻ đẹp oai hùng toát lên từ hiện thực gian khổ,
Hình ảnh người lính cách mạng được khắc họa trong những trang thơ, trang văn sẽ mãi là tượng đài bất diệt trong lòng bạn đọc. Đồng chí của chính hữu, bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những trang sử vẻ vang của đất nước, nơi ghi dấu bao tuổi 20 ngát xanh nhuộm thắm màu cờ, mở ra bầu trời hòa bình độc lập cho dân tộc. Chúng ta luôn trân trọng ngòi bút của người nghệ sĩ thăng hoa giữa thời kỳ lửa đạn, luôn nhớ về các chị, các anh, những người thanh niên anh dũng cầm súng chiến đấu như một phần máu xương của dân tộc. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Và đó là toàn bộ bài văn của chúng mình viết cho đề bài nâng cao, là trích ra những câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo. Và bằng trải nghiệm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 9, em hãy viết bài văn về những tuổi 20 như thế. Và vừa rồi chính là một bài văn mẫu để chúng ta tham khảo cho đề bài nâng cao này nhé. Đó, thế là qua buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, qua chuyên mục mỗi ngày một bài văn hay ngày hôm nay, thì chúng ta cũng được biết thêm về một đề bài dạng nâng cao và cũng là một đề bài được trích ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu cho học sinh lớp 9. Thì những bạn nào mà chúng ta ôn thi vào 10 này, hay là những bạn mà chúng ta ôn thi học sinh giỏi, ôn thi chuyên, các bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách này để chúng ta học hỏi thêm về cách diễn đạt, về cách xây dựng luận điểm trong bài văn của mình nhé. Mọi thông tin về cuốn sách thì các em có thể nhắn tin về cho chị hoặc là điền vào đường link đăng ký mà chị đã ghi ở trong phần bình luận nha. Và đó là toàn bộ phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn đồng hành cùng với chị ở trong những chuyên mục tiếp theo, những số phát sóng tiếp theo của chuyên mục mỗi ngày một bài văn hay, thì các bạn cũng đừng ngần ngại để lại bình luận xem là chuyên mục sau thì chúng ta sẽ muốn lắng nghe bài văn liên quan đến tác phẩm nào. Các em có thể bình luận cho chị biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye! Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé.